chào quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, cuối năm 2017 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định sơ bộ về việc áp các mức thuế rất cao lên mặt hàng thép chống rỉ và thép cán nguội của Việt Nam, vì được cho rằng các sản phẩm thép này của Việt Nam được sản xuất từ vật liệu đến từ Trung Quốc. Tuy vậy, thì phía Việt Nam đã có những ý kiến rằng cáo buộc này là chưa đủ cơ sở. Vậy những phản biện đó là gì? Và ngành thép Việt Nam sẽ chịu những tác động như thế nào nếu mức thuế đó chính thức được đưa vào áp dụng? Và đây là những câu hỏi lớn mà dư luận hết sức quan tâm. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này sẽ góp phần giải đáp cho những câu hỏi trên. Trước tiên, mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Ngày 5 tháng 12 năm 2017, Bộ Thương mại Mỹ bất ngờ đưa ra cáo buộc thép Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Thông tin này nhanh chóng khiến hàng loạt các doanh nghiệp xuất khẩu thép Việt Nam lo lắng. Ông Nguyễn Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cho biết, cáo buộc này làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ của doanh nghiệp cũng như toàn ngành. Thì cái việc này nó cũng ảnh hưởng tác động rất là lớn đối với các nhà sản xuất thép mà của Việt Nam. Sự lo lắng của doanh nghiệp xuất phát từ việc Mỹ muốn áp thuế cao đối với thép Việt Nam. Mức thuế có thể lên tới 265,7% đối với mã thép sản xuất ở Việt Nam làm bằng nguyên liệu Trung Quốc, trong khi thuế chống trợ cấp ở mức 265,44% và thuế chống bán phá giá tương tự 199,43% đối với thép chống ăn mòn của Việt Nam sử dụng phôi thép Trung Quốc, và thuế chống trợ cấp ở mức 39,5%. Nguyên nhân là do sau khi Hoa Kỳ ban hành lệnh áp thuế với sản phẩm thép chống ăn mòn năm 2016 đối với Trung Quốc, lượng xuất khẩu của quốc gia này sang Mỹ giảm rõ rệt, nhưng lượng xuất khẩu sản phẩm này từ Việt Nam sang Mỹ lại tăng lên đột biến. Cụ thể, thép không rỉ nhập khẩu từ Việt Nam tăng từ mức 2 triệu đô la Mỹ trên năm lên 80 triệu đô la Mỹ trên năm, thép cuộn lạnh tăng từ 9 triệu đô la Mỹ lên 215 triệu đô la Mỹ trên năm. Do đó, Bộ Thương mại Mỹ cho rằng các công ty Trung Quốc đã tìm cách tránh thuế trừng phạt của Mỹ để vào thị trường Mỹ qua ngã Việt Nam. Hiện nay Mỹ đang dựa vào cái việc là ta nhập cái thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc. Và tất nhiên là từ một số nước khác thì không ảnh hưởng, thế nhưng mà từ Trung Quốc thì là Mỹ có khởi xướng kiện chúng ta về cái việc mà lẩn tránh cái thuế chống bán phá giá cũng như là thuế trợ cấp mà Mỹ đã áp dụng đối với lại ngành thép Trung Quốc. Tất nhiên đây là một cái vụ kiện nó chung là rất là phức tạp. Nếu mức thuế này được áp dụng thì thép Việt Nam phải chịu thuế ngang với mức thuế mà Mỹ đang áp dụng đối với các sản phẩm tương tự nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Như vậy, theo các chuyên nghiệp, chi phí sản xuất của thép Việt Nam sẽ phải đội lên tương đương các mức thuế mà Mỹ đề ra là hơn 265%. Điều này sẽ tạo áp lực cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp thép của Việt Nam và sẽ là rào cản đối với sự tăng trưởng của ngành thép Việt Nam, bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ hai của Việt Nam sau ASEAN. Là sẽ phải cộng cái phần thuế mà họ quy định, đúng theo luật của họ đã quy định, và khi mà mình đã chấp nhận xuất qua một cái nước vậy thì những cái vấn đề, nhiều cái vấn đề về rào cản kỹ thuật và kể cả vấn đề về chi phí về tài chính như là thuế xuất khẩu qua bên đó thì cũng phải chấp nhận. Cái vấn đề cạnh tranh là cái vấn đề mà càng ngày nó sẽ càng khắc nghiệt hơn. Cái sản xuất thép là mà Việt Nam cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh đối với các nước trong khu vực cũng như là ngoài khu vực châu Á, và đặc biệt là cạnh tranh với những cái sản phẩm từ các nước như là Trung Quốc hay là Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ. Thực tế, mặc dù quyết định cuối cùng phải đến ngày 16 tháng 2, 2018 mới chính thức được thông báo, tuy nhiên, kể từ thời điểm đưa ra cáo buộc, Hải quan Mỹ đã bắt đầu thu tiền đặt cọc tương ứng với mức thuế đưa ra. Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng các hợp đồng đã ký, thì rõ ràng các doanh nghiệp xuất khẩu thép Việt Nam sẽ phải chịu tác động trực tiếp bởi cáo buộc này, chính là khoản chi phí tăng lên từ thuế. Có những cái gây cho chúng ta cũng nhiều cái khó khăn, tức là cái việc cạnh tranh với lại các đối thủ khác nó càng ngày càng quyết liệt hơn. Thì nó làm cho các doanh nghiệp là cũng tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian cho những cái vụ việc như vậy. Trong khi đó, Mỹ đang được xem là cứu cánh và là thị trường đầy tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam, với tỷ trọng xuất khẩu hơn 35%, tương đương khoảng 200.000 tấn trên năm. Bởi các thị trường truyền thống và lớn nhất là ASEAN chiếm 43,8%, ngày càng gặp khó khăn trước sự cạnh tranh và các hạn ngạch thuế quan ngày một dày đặc. Cụ thể, tôn mạ màu và tôn lạnh của Việt Nam vừa bị Thái Lan áp thuế chống bán phá giá trong thời hạn lên tới 5 năm, với mức thuế lần lượt là 4,3-60,26% và 6,2-40,49%. Tại thị trường Malaysia, một số doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đang phải chịu thuế chống bán phá giá tôn phủ màu xuất khẩu lên tới 34,85%.
Do đó, việc Mỹ bất ngờ áp thuế với sản phẩm thép và tôn xuất xứ từ Việt Nam sẽ tác động không nhỏ tới doanh nghiệp vốn đang không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Thể tránh khỏi cái việc mà khi mà mình xuất một cách suôn sẻ qua đó mà là vừa là chính phủ chấp nhận, các doanh nghiệp đó phải thừa nhận và các khách hàng bên đó cũng là hợp tác với mình á, thì một cái lượng chi phí lớn cần phải đầu tư. Đó là không những vậy, tác động của nó đến 65% thị phần còn lại của thị trường xuất khẩu ngành thép cũng sẽ là rất lớn khi uy tín của các doanh nghiệp bị sụt giảm hoặc gây tâm lý e ngại khi khách hàng muốn ký kết đặt hàng. Đó là còn chưa kể, việc thuế xuất quá cao có thể dẫn đến hàng hóa tồn đọng, không xuất khẩu được sang các thị trường nước ngoài mà trái lại đổ dồn vào thị trường trong nước, gây áp lực đối với các doanh nghiệp nội địa. Khi mà các thị trường xuất khẩu Việt Nam ấy, bị các nước mà đánh thuế chống phá giá, thì chắc chắn là cái sự cạnh tranh của Việt Nam sẽ khó khăn hơn và những cái doanh nghiệp sản xuất thì khó khăn. Cái điều đó là không tránh khỏi. Hiệp hội Thép Việt Nam còn lo ngại, nếu thép cán ngồi và tôn mạ kẽm của Việt Nam bị Mỹ áp mức thuế tự vệ, đây không chỉ là tiền lệ xấu cho các sản phẩm thép khác mà còn cho cả các mặt hàng khác của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này. Do đó, các chuyên gia cho rằng các cuộc này thực tế đang đẩy các doanh nghiệp Việt Nam vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngay sau khi phía Mỹ đưa ra những cáo buộc và mức thuế cao dự định sẽ áp dụng đối với sản phẩm thép của Việt Nam, đại diện Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp và cả những chuyên gia trong ngành đã đồng loạt đưa ra những quan điểm xung quanh sự việc này. Nhiều ý kiến cho rằng cáo buộc của Mỹ là không đủ cơ sở. Cụ thể những lý lẽ và bằng chứng nào được chứng minh cho điều này? Và đây cũng chính là nội dung mà chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự tiếp sau đây của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi nghi ngờ sử dụng thép cán nóng từ Trung Quốc, ngay sau đó, đại diện một trong bốn doanh nghiệp xuất khẩu thép hàng đầu của Việt Nam đã bình tĩnh phủ nhận rằng các sản phẩm thép cán nóng nguyên liệu để sản xuất ra tôn mạ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, dù được nhập khẩu ở thị trường nào, cũng đều phải trải qua quá trình sản xuất khá công phu trước khi trở thành sản phẩm xuất khẩu. Từ cán nóng để ra tới sản phẩm thép lá mạ là cả một quá trình chuyển đổi. Và theo cái gọi là luật thương mại quốc tế thì đây là một quá trình chuyển đổi để không phải rằng là nằm trong phạm vi là lẩn tránh thương mại khi mà xuất khẩu một cái sản phẩm từ một nước qua một cái nước thứ ba. Không chỉ doanh nghiệp, thông tin của Bộ Công Thương cũng cho biết, theo thông lệ từ trước tới nay của quốc tế cũng như của chính Hoa Kỳ, thép cán nóng qua xử lý để trở thành thép cán nguội, sau đó tiếp tục xử lý để trở thành tôn mạ, được coi là một sự chuyển đổi đáng kể. Cụ thể, theo người trong ngành, mức chuyển đổi của tôn mạ kẽm Việt Nam là khá lớn, khoảng 30-50% so với thép cán nóng của Trung Quốc, phù hợp với quy định trong hiệp định của WTO và thông lệ quốc tế. Thế thì chúng ta đã nhập bán thành phẩm tức là thép cuộn cán nóng về, nhưng mà chúng ta đã thực hiện những cái công đoạn rất là bài bản, ví dụ như là cán nguội, thế này là mạ kẽm hoặc là mạ nhôm kẽm cũng như là sơn phủ màu, thì đấy là những cái công đoạn nó tương đối là chế biến sâu. Trong khi đó, theo thống kê của Hiệp hội Thép, hiện sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Việt Nam sang thị trường Mỹ chủ yếu là từ 3 doanh nghiệp là Tôn Hoa Sen, Tôn Đông Á và VSC, đều là những doanh nghiệp có tỷ lệ nội địa hóa trên 40%. Vì vậy, tôn mạ sản xuất tại Việt Nam dù sử dụng đầu vào là thép cán nóng của các nước khác vẫn được coi là sản phẩm của Việt Nam có xuất xứ Việt Nam. Và chủ yếu là chúng tôi nhắm vào cái thị trường chất lượng cao, do đó chúng tôi sử dụng những cái sản phẩm, những cái nguyên liệu từ những cái nhà máy hàng đầu ở trong cái khu vực trên toàn thế giới. Là nhà máy Formosa đã bắt đầu hoạt động nên là cung cấp một lượng hàng ra thị trường gồm một cán nóng và hàng ngoại rốt, thế nên là cái lượng mặt hàng này thì cán nóng cũng nhập cũng giảm, nên là trong nước thì đã đứng một phần cái hàng công nghiệp, nên là cái lượng hàng nhập khẩu trong nước giảm tương đối nhiều. Không chỉ vậy, số liệu từ hải quan cũng cho thấy hiện có 11 mặt hàng thép xuất khẩu sang Mỹ có mã HS trùng với mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng hàng này chỉ chiếm 34% lượng thép xuất khẩu sang Mỹ. Các mã HS còn lại hoặc không nhập từ Trung Quốc hoặc lượng nhập rất ít, không đủ để xuất khẩu. Đây là thông tin được Bộ Công Thương khẳng định sau khi phía Mỹ cho rằng có tới 90% thép Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc. Kháng cáo hay là phản ứng lại thì tôi cho cũng là một cái hợp lý. Bởi vì cái Hiệp hội Thép là của Việt Nam thì quản lý cái ngành thép của mình chặt chẽ và sâu sắc và nắm được những cái bằng luận cứ cụ thể hơn. Mình có những cái cơ sở để mình
phản biện lại cái vấn đề đó là điều tất nhiên thôi. Và xu hướng cho thấy là với cái việc là FTA ký kết càng ngày càng nhiều, thuế giảm về không thì các doanh nghiệp sẽ càng ngày càng sử dụng nhiều hơn cái biện pháp phòng vệ thương mại như là một cái van cuối cùng của mình để giúp doanh nghiệp tránh khỏi cái việc phải phá sản. Cũng theo Bộ Công Thương, Việt Nam và nhiều nước khác đã thể hiện sự quan ngại rất lớn trước sự thay đổi quan điểm của Hoa Kỳ. Trong suốt quá trình điều tra vụ việc, chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đã hợp tác cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ. Trong đó, Việt Nam khẳng định việc chuyển đổi từ thép cán nóng sang thép cán nguội và tôn mạ phải được coi là sự chuyển đổi đáng kể, như Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã từng kết luận trước đây, và vì vậy không tồn tại hành vi lẩn tránh thuế như Bộ Thương mại Hoa Kỳ cáo buộc. Không chỉ lên tiếng, Hiệp hội Thép Việt Nam cũng khẳng định nếu doanh nghiệp Việt Nam chứng minh được nguồn nguyên liệu để sản xuất thép cuộn cán nguội và tôn mạ không phải từ thép cán nóng của Trung Quốc thì sẽ không phải chịu thuế. Đây được cho là một trong những cách ứng phó hiệu quả ngay lúc này của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh doanh nghiệp thì Hiệp hội và các cơ quan ban ngành khác liệu đã có những kế hoạch nào để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam chưa? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm và cũng sẽ là phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Từ phía doanh nghiệp cũng hiểu rằng mình phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các cái hồ sơ để minh bạch hóa tất cả mọi cái, và rằng là theo quy định luật pháp về quốc tế khi mà mình xuất khẩu những cái sản phẩm mình vào các nước, và như hiện nay nói về vấn đề xuất khẩu vào Mỹ thì nó cũng phải là minh bạch hồ sơ và chứng từ để chứng minh rằng mình không có và rằng là lẩn tránh thương mại trong cái việc xuất khẩu hàng theo lò mà vào thị trường Mỹ. Mới có Formosa sản xuất được thép cán nóng, mà từ thép cán nóng mới sản xuất ra thép cán nguội đó, thì hiện tại bây giờ mới Formosa sản xuất được, nhưng mà Formosa thì mấy hiện đại là mấy hoạt động có một nò thôi, nò cao thôi, còn một nò thứ hai, nò thứ ba nữa, mà nò thứ hai không biết dự kiến là tháng 6 mới ra. Thế thì khi mà nò thứ hai ra thì khả năng là cái nguồn nguyên liệu nó sẽ khá hơn và sẽ đáp ứng được cái nhiều hơn trong nước, thì hy vọng là sẽ cái chứng minh cái nguồn gốc thì nó thuận lợi hơn. Thì các doanh nghiệp thép Việt Nam cũng đã nâng cao được cái nhận thức của mình về cái việc mà tự bảo vệ mình trước những cái vụ kiện về bảo hộ thương mại của các nước. Vì vậy mà có thể là cố gắng để làm thế nào mà mình tránh được những cái vụ kiện ấy bằng cách tức là phân bố rộng rãi cái thị trường xuất khẩu ra để tránh có những cái việc mà tăng đột xuất để mà gây ra cái cớ để cho người ta kiện mình. Cái thứ hai là mình cũng có phải chuẩn bị sẵn sàng hợp tác với lại cơ quan điều tra để mà giảm thiểu những cái tác hại đối với lại các doanh nghiệp. Thì bản thân các doanh nghiệp nên chú ý là đổi mới toàn bộ cái hệ thống kỹ thuật và hệ thống quản trị của mình. Những máy móc thiết bị cần phải tái cấu trúc, những cái phần mềm, những cái thiết bị, những cái chi tiết linh kiện nên có, để làm được hai việc. Một là để tạo ra một cái chất lượng sản phẩm ở mức độ cao hơn, và thứ hai là có những thiết bị để đo lường cái chất lượng đó. Bản thân doanh nghiệp đó có những thiết bị để đo lường chứ không cần phải có một cơ quan độc lập nào để vô kiểm tra. Nó rất là minh bạch, rõ ràng, công khai từng cái hóa đơn, từng tất cả các cái khoản chi tiết liên quan đến chi phí, liên quan đến sản lượng, liên quan đến doanh thu đối với mặt hàng đấy đều phải được ghi chép một cách rõ ràng. Thứ hai là doanh nghiệp cần phải tìm hiểu thông tin về cái thị trường đấy, đặc biệt là những cái quy định pháp lý. Và một điều rất là quan trọng đấy là vai trò của luật sư. Thường chúng tôi nhận thấy là trong các vụ kiện ấy mà doanh nghiệp chọn được luật sư tốt, cộng với cái việc là họ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra, thì thường các doanh nghiệp đấy bao giờ cũng đạt được cái kết quả khá là tốt. Đến đây, chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.